lại bữa câu hôm nay của mình nắng quá mẹ, mình không ra xa được, mình đánh ngay cái dòng tin em đánh sâu nữa này, cá sâu mình lại nước xuống á, mình có ong, mình đánh hai cần là có ong, mà chủ yếu là săn cá ngạnh, thì cá ngạnh với cá nheo, còn có hai cái câu run bổ sung xem nó ngoan không thôi mọi người ạ. Câu cá ấy thì chủ yếu là phải canh ấy, không là nó giật mất con mồi ong nhanh lắm. Thôi mọi người cùng theo dõi và câu mình nhá, xem hôm nay có hiệu quả gì không cái mồi ong này, câu trong này mọi người ạ. Hy vọng có cá ngạnh cũng trong này có loại to thế này mọi người nhá. Ok, bây giờ chờ đợi xem thế nào mọi người ạ. Ngồi ở cái đuôi thuyền này thì nó hơi vẫy đi vẫy lại thế này mọi người này, gió đưa lên đưa xuống, cước nó hơi chuyển động một chút, cũng không được tốt lắm, nhưng mà nếu mà ngồi trong bờ ném xa nó vào cái cơi vi tông nó lại không xuống chỗ sâu mọi người, cái này nó với sâu. Thôi giờ chờ đợi xem thế nào mọi người nhé, nó mới chui thì chui lại đấy mọi người ạ, cũng hơi khó câu. Dính mình ạ. Đấy, úi xời một con. Không giật ngã, không giật kịp ha. Khá to mọi người nhá. Gió to thế nó lại để lùi thuyền này lên cái nữa, để lùi xuống không có gió thì nó lắm, giờ cá trên này nó mát ngồi nó dễ chịu. Lần cầu mất 5-6 con ong thế này mình ạ. Ok, thế ăn xong mọi người. Yêu con to. Yêu con to đấy chứ. Con nhỏ. Nằm cầu đây được cá to lắm, nó rút sâu một chút nữa cầu sát đáy được nhiều cá to này. Hy vọng dính mình ạ. Giật nhẹ quá. Cá ngạnh. Úi giời, không to. Úi giời. Con này cũng lỡ mọi người nhá. Lỡ quá ạ. Được to lắm nhưng mà cũng được. Đây mọi người. Ngạnh mà sắc lắm.
Ui xưa, tìm thì anh đau quá. Thuyền gió nó đưa lên đưa xuống mọi người, mấy cái thuyền đó nó cứ chạy xuống rồi chạy lên. Cầu nó kéo đi kéo lại, nó mà dê vào đây là không cầu được cái đít này. Gió nó lên. Đó, nó lại quay lại đấy hết. Làm gió xuống mọi người. Nắng nóng ghê luôn mọi người ạ. Ngồi thế này mồ hôi té tung bắn ra. Ồ. Trôi đi trôi lại ghê quá, xuồng. Cái này mình mắc à. Chưa dính, chưa không dính mọi người ạ. Nó ăn thụt 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 lôi 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 đấy. Con này nếu mà dính con này khá. Úi giời, nó lỡ rồi còn lên mọi người. Cầu ong phải chờ mà giật vậy đấy, cần kia đun nó bị trôi. Chưa to lắm mọi người, cũng khá khá thôi. Khá thôi. Ôi, cho tôi xong rồi. À, chết cha. Đau lắm mình lại không cầu được, mình không kéo được máy nữa. Thôi mình thu cần về thôi, mới được có 4 con thôi. Mình kết thúc buổi câu hôm nay ở đây nhé. Người xem ủng hộ mình nhé. Mình có thêm động lực đi làm những clip mới hơn nhé. Mà gia đình cá ngạnh cũng muốn được nhiều, nhưng mà nó cá nó đánh nhức tay lắm. Thôi mình thu cần thôi. Hẹn mọi người hôm sau thôi.